Chào các bạn và chào mọi người. Nhà mình á là hay mua đồ online lắm, mua trên Amazon á. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn coi đây. Thôi cái này của chồng mình không có đụng vô. Bỏ qua. Mình hồi lâu rồi. Từ ngày chơi YouTube mình mua cái chân máy này. Đây. Cái chân máy mình mua lâu rồi nhưng mà nói là mua hồi đó nghĩ mua chắc cái chân máy là được á. Nhưng mà nó có được đâu. Nó sẽ được, nó không rung á. Đây cái chân máy đây. Đó. Nè, mở cái chân máy ra cho mẹ coi Vendon. Bỏ nó lên. Đó. Cái chân máy nó cũng giống như là cái máy ấy thôi. Rồi, con mở cái đây ra cho mẹ. Cái chân máy này. Bỏ nó lên, gắn nó lên cho mẹ coi. Mẹ quay. Gắn nó lên để mẹ quay nó. Gắn nó vô đây. Con trai mình nó làm được mà. Gắn nó vô. À. Nhưng mà mình nói là mình mua cái chân máy này để quay nó không có đỡ, nó đỡ rung, nhưng mà rốt cuộc nó cũng rung. Mình cầm mình đi chỉ có cái chân máy thì đứng một chỗ thôi, mình cũng ít giờ chân máy keo này mình cũng ít sử dụng mà nó cũng yếu lắm nha. Nó không hay, mình chỉ dùng cái sử dụng cái phần ở dưới đây thôi nè. À. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái thùng hàng này. Con trai mình đang khui. Mình không biết nữa, từ ngày chơi YouTube giờ tốn tiền quá. Khui ra. Nè người ta ra, bỏ đến đây. Con khui ra. Nó còn mới là mình mua trên trang web Amazon nữa. Mình mua hy vọng là cái này sao không? Nó hơi bị nhiều tiền, mình hy vọng là nó không bị quay, nó không bị rung nữa. À. Mời mấy bạn coi nha. Cái này người ta gọi là gimbal. Đây, cái này. G6 Plus. G6 Plus. Cái này gimbal, cái này để cho cái gì này? Mình mua hơi bị mắc tiền đó nha mấy bạn. Đây. Từ từ để này. Các bạn coi đây. Lấy ra con, mở nó ra. Trong đó, bỏ ra đây coi thử. Từ từ. Trời ơi, bỏ lại đây cho người ta coi nè. Đây là cái gimbal này mấy bạn. Mình mới mua cái gimbal này. Gimbal này dùng cho được cái đây là dùng cho cái miếng đây là dùng cho phone nè.
Rồi cái đây dùng cho cả camera, mình là dùng máy quay phim nên là mình mua cái này. Mình cái này mấy bạn bè mình chỉ khoe thôi, chứ còn review thì mấy người họ review rồi nha mấy bạn. Tên mình lại đang lấy cái ghế đưa mày bỏ. Để coi thử trong này nó hái cái gì. Trong cái hộp của gimbal nó có những cái phụ tùng. Cái này có những cái phụ tùng như sau. Cái này là dùng cho grow này. Này, cái này. Còn cái này cũng dùng cho smartphone. Đây, hai cái luôn. Cái này mình thích nhất này. Mình gọi được trước mình mua chân máy nó cũng có. Cũng có cái dùng cho grow hai cái luôn, vậy là mình có hai cái luôn, hai cái giống nhau y chang, không khác gì nhau hết. Đây. Còn cái này cũng cho dùng cho smartphone. Đây, hai cái này dùng cho smartphone, ba cái luôn nè. Rồi nó có thêm phụ tùng nữa, đây là cái chân. À, nó có thêm cái chân máy nữa nè. Chân máy này cho gimbal. Vậy là mình có ba hai cái chân máy nhỏ nhỏ luôn đó nha, cái chân máy kia nữa. Và sau khi cái sổ lên, chủ yếu là cái gimbal thôi chứ mấy cái này. Giờ mình sẽ đi ráp cái gimbal lại, ráp chân máy với gimbal vô. Mình mua cái gimbal G6 này. G6 này á là vì mình để mình còn ước ao khát khao nè. Mình mua một cái máy ảnh mà mình ước ao khát khao hồi lâu rồi, nhưng mà nó hơi mắc tiền quá nên chưa mua được. Máy ảnh cá nhân thôi. Cái gimbal này nó gắn gắn được máy ảnh. Rồi gắn được cái smartphone. Mình thì mà không có dùng smartphone máy. Mình chỉ dùng máy ảnh thôi. À, đẹp quá. Giờ mình mua cái máy ảnh nữa, dồn tiền mua cái máy ảnh xịn xịn chút. Đang chơi cái máy ảnh dỗm quá, dỗm cũng không dỗm mà nó cũng được. Tắt tivi đi Brandon. Đừng. Còn đây là cây gimbal thần thánh. Từ giờ trở đi mình quay phim nó không còn giật 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 rung rung nữa, nó sẽ mượt rồi đó. Hy vọng là mình biết dùng. Mình không hiểu nữa. Người ta chơi YouTube để kiếm tiền.
Còn mình kiếm tiền để chơi YouTube đó chứ. Từ ngày chơi nó là tốn tiền mua thứ nhiều thứ linh tinh. Bây giờ còn ước ao khát khao mua một cái máy chụp hình khác nữa. Mình rồi mua cái máy quay phim tốt tốt nữa nha. Cái gimbal thần thánh. Xách cái này đi đâu tiện lợi. Cái gimbal của mình dùng cho được dùng cho ba cái luôn nha mấy bạn. Dùng cho camera rồi cellphone rồi râu râu nữa. Này này, cái đây là dùng cho râu, cái này là dùng cho cellphone này, mấy cái phụ tùng để ráp vô dùng cho cellphone. Đó. Râu đồ đây. Dùng cho phụ tùng cellphone. Thích quá. Có cái này thích quá. Có cái gimbal thần thánh thích quá. Thôi từ giờ mình sẽ hơi ít dùng cái này. Cái này chỉ dùng để đứng im, quay đứng yên khi mình cần cái gì thôi. Cái đây chân máy đây dụng quá, nhưng mà mình vẫn thích một cái chân máy nữa, trời đẹp lắm. Ăn được cái lên trên Amazon lựa cái chân máy đây, hồi mình tiếc tiền mình mua nhưng mà vẫn dùng được, dùng cho thấp thấp mấy cái chuyện thấp thấp. Giờ mình vẫn thích mua một cái chân máy khác, cái chân máy đó tiền lắm, dùng cho máy chụp hình nè. Dùng cho máy chụp hình, còn cái chân máy ở đây dùng cho máy chụp hình nó không có được máy lắm, nhưng mà vẫn được vì mình thích, vẫn thích chụp hình. Đồ nghề của chơi YouTube của mình đó mấy bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn video sau đây, mình khoe bao nhiêu là đủ rồi. Khi nào mình mua đồ chơi mới mình sẽ khoe khác.